Kể bà già vợ đây mấy năm vừa rồi mẹ không khỏe đứt mẹ rồi, toàn tiền vợ chồng tao. Lúc bà còn khỏe cho bà ăn thoải mái. Khổ cái bây giờ tiểu đường mà đéo ăn được. Bà già đây, bà già thôi, bà già già đẻ đây bây giờ. Ăn cơm ở nhà. Nhà mày nấu cơm ngon quá. Tao ăn cũng rồi chơi chế. Xong rồi cuối cùng về tiểu đường nó lại lên. Thôi tao đéo ăn cơm, mày đưa tao ăn của tao. Thế là bà lại về bà đổi cơm, bà gạo lứt bà ăn lấy của bà ấy. Xong rồi 2-3 hôm nó bảo hôm nay bà ăn cơm không? Bà ăn cơm bà bán không? Má lại tiểu đường má lại xuống, má lại xuống ăn cơm rồi. Em nói nhá. Mẹ anh có về ổ tiêm không? Mẹ anh cũng thua. Mình cũng phải làm chứ. Tính mẹ già khác trẻ con mà mình cũng phải lịch. Xong rồi hơi tí bà dỗi bảo rồi bà dỗi được, bây giờ bà vẫn khỏe mà cứ dỗi được. Không cần tình cảm, không cần đi đâu. Còn đâu là thôi cứ đến bữa mời bà xuống ăn cơm, còn bà không xuống thôi kệ. Con là bà thích gì là xuống. Con chả phải là giàu khó gì mà con thả đại thế này thế nọ. Em bảo cho anh nghe, bà ăn được bao nhiêu đâu. Chẳng ăn được bao nhiêu. Mình đau suốt nên vẫn phải về để ý cháu làm sao. Mình công việc mình bận bịu phải mình chơi chơi thôi. Còn bà mà khỏe thì bà lại bế con bế cháu cho mình đấy. Đi làm đúng không? Bà ấy cũng thuộc bà dạng chặt chẽo rồi. Em thấy mẹ anh đi bàn túi á. Bà khỏe, bà vẫn đi được như thế để cho bà đi. Cho bà khỏe. Anh không phải là ấy, bà vừa khỏe. Để cho bà khỏe. Để bà làm một chỗ, ngồi một chỗ là bà làm phở bên kia đấy, đang bán phở. Bố buồn. Đi viện 25 giờ luôn. Cũng bị tiểu đường đấy. Bây giờ phải đi chạy thận. Chạy thận rồi, lặng quá rồi. Chạy thận rồi, chạy suy thận, suy tim. Thì mẹ cái năm vừa rồi nó không ấy là xong mẹ rồi. Em ơi, anh nghe nó chạy hết vào. Cái đẹp hơn là mình thì rồi. Thế là anh cũng đấy, bây giờ bà ấy đi bà đỡ rồi, rồi. Bà cũng đỡ rồi, bà ấy chạy thận thôi thì mẹ sáng tốn mất mấy triệu thôi đỡ rồi đó. Bây giờ năm bà đường tập trộn xe không thể có. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 mà hai người. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 mà hai người. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 mà hai người. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 mà hai người. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 mà hai người. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 mà hai người. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 mà hai người. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 mà hai người. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 mà hai người. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 mà hai người. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 mà hai người. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 mà hai người. Thế thì ngon quá rồi. 270 tỷ 3 đây đang cầm sổ đỏ rồi. Em nói anh rộng sướng nhiều, nhưng qua chân không còn đất phải chịu ở rộng mà sướng nhất. Nó gần diễn ra. Ôi rồi em bảo anh dần dần cứu đồ hết này. Mẹ. Bây giờ đang làm cái đường tại thẳng đấy về tế tiêu. Lại ngon. Kệ anh. Em nói anh có phụ phần anh ạ. Kệ mẹ đó. Mất mẹ đấy bây giờ. Em mua bây giờ nó là đống cướp đấy, nữa nó lại là đồng vàng. Em nói cho anh nghe, giãn dân ra thì không về đấy thì về đâu rồi. Bà ở đây con đây ai cho mà để cái áo được cái tí. Mặt nhà để cương này, mẹ ta cũng chậm đấy anh. Về đây anh bé có gì khác hẳn cả. Anh có tốt tiền cho làm được. Mày tính theo được tốt tiền đấy. Anh cho có mày tốt tiền được phải làm cho bọn bạn cần tiền. Đây anh bảo nhà em đây, hai bên mẹ mày hai đường đây, nhà em ngã ba đường, nhà còn sau nhà vườn đây.
đây đường đây một bên nhá, là bên cái trái đường nhá, phải đường nhá, trước mặt đường nhá, nhà đây nhá, trước mẹ, đây sau ở nhà đây, đây sau ở nhà đây, đây vườn đây, đây cả cái sân để chơi xong rồi, thế nhà mình là gọi là thừa đất, gọi thiếu đất, rồi ba đi bạn, rồi rồi thằng em tôi nó mua một cái nhà tỷ 750 đấy. 72 mét, à 75 mét, là nhà nó vừa mới xây xong, đẹp quá. Hai vợ chồng nó có nghĩa là cái nhà nó chưa hoàn thiện, nó mua đầy từ ngoài cửa vào, nhà nó toàn đồ gỗ hết, ra tủ gỗ, giường gỗ ấy nó để lại hết, còn cái phần khung của nó chưa hoàn thành. Hai vợ chồng cãi nhau bỏ nhau bán chia tiền, thằng con vợ bán 1.9 tỷ rồi. Mà bảo ấy thằng chồng là có 1.3 tỷ, thế là thằng em này bảo tôi là em có khi em xây nhà, thế là nó lắc quắc và hỏi tớ là lấy bảo bán 1.8 tỷ, là mày để mẹ ra 1.8 tỷ, thế nói lằng mằng vớt cho nó 5 tỷ, cho mẹ 1.7 tỷ, nó bán rồi, bán 1.9 tỷ, nhà 3 tầng, 3 tầng 72 mét này anh Loan mua ở đâu anh? Đại Áng đây này, mà nó xây kiên cố, nhà vừa mới xây rồi. Đấy là anh mua đất đấy. À? Đấy là anh mua tỉ mấy, là anh mua đất, 7 mét là anh mua đất, không phải mua nhà. Như là anh mua đất mà, cái tỉ mấy. Bà ở bên cạnh đấy bảo, ôi nhà nó làm kiên cố lắm, nhà nó nhồi cọc bê tông 6 mét cơ mà, nhưng bảo thế thì ngon rồi. Mua đó. Luôn, xúc đấy luôn. Đấy là anh mua đất. Thế là mẹ mua luôn, thế là đợi nó hoàn thiện luôn, cái tu nó chuyển về ở luôn. Kể cả mày mua điện tao. Anh đành luôn. Kể cả mày mua điện tao. Không, nó lại, đằng đấy nó lại bảo, không anh phải để em hoàn thiện. Mẹ nó là cái gì đó, nó bỏ vợ, nó bảo, anh phải để em hoàn thiện, tao anh về. Mẹ thở ơ. Lịch sự gì à? Lịch sự thế luôn. Thế rồi mất có 7 năm dịch, nhưng mà cái này mời nó sang ăn cơm. Bây giờ đéo nào hai vợ chồng lại quay lại với nhau thì mẹ thế người thế tự nhiên là nó chia tiền đều rồi lại quay về nhau, nghĩa là coi như là bây giờ chia tiền đều, bán rồi chia tiền rồi, phải chia tiền rồi, bây giờ lại phải đi mua nhà đấy. Em nói cho anh nghe, khi lại tiêu hết tiền rồi đó, lại quay lại nhau. Nó cái cơ duyên cái mua nhà mua cửa, nó là cái cơ duyên chứ không phải là thích. Tôi thích cái nhà này tôi đã mua rồi, chưa chắc đã mua. Nhà cửa là chưa. Đấy, nó thì ý định nó là khi em xây đập đi xây lại nhà, nó mua cái nhà ở đấy nó có 120 mét vuông ở đấy, nó bảo em đập đi em xây lại, ở có tiền đập lên đập đi nó xây lại cho các con nó ở nó thoải mái. Thế đéo là em mua cái nhà đấy, cái nhà kia là bây giờ nó cứ để đấy thôi. Lại ngon quá các thứ đất tôi lại. Đất thì vẫn còn, nhà thì vẫn còn. Ờ em anh đi mua nhà hay hơn là đi đập đi xây lại. Thế là tự nhiên là nó nghe anh quan trọng về nhà, biết về nhà, nhà gì, nhà như nào, nhà mới xây chúng mày nói đúng không? Nhà mẹ em đời tống rồi chẳng được gì. À vâng. Nhà nó đây nó vừa xây xong còn chưa hoàn thiện. Anh bảo giờ trong túi mình nhiều tỷ chẳng hạn, nó mua cái đất. Có nghĩa là mua nó xây nó vẫn chưa hoàn thiện xong, nhưng mà nó vẫn ở. Nó vẫn ở bao giờ đấy mà bao giờ xây nhà bao giờ nó cũng trục chặt. Thế là đến mà nội thất của nó gần như là đợi, toàn đồ gỗ hết, bớt lại hết, để lại hết, không lấy đi cái gì cả, từ cái tủ giày trở đi toàn đồ gỗ hết, ngon như thế là ngon rồi. Thế là nó mua được cái nhà đấy, nó thật sự là cái tiền mua và cái tiền xây. Thế thì em bảo anh mua đất mà, cái nhà này mua đất mà, 70 mấy mét đất. Xây nhiều tiền lắm. Em là cho anh nghe, xây nhà là có nhiều chuyện xảy ra lắm. Đây này, đây này là được 3 thôi này, cả ba mẹ người đi viện lúc này, một mình mẹ đang quê đang có người đấy thôi. Ba người đi viện lúc mẹ đi viện này, con đi viện này, vợ ấy chúng con vợ là viện lúc cả ba người. Thế là đây là thằng đấy, thằng em mình là tự nhiên lại ngon. Một cái nhà ở đây tôi bảo đây bố được kia có 40 mét, có 20 mét, mỗi thằng 20 mét đấy, mày ở chỗ nào rồi? Lấy đây nó xây lên rồi,
sau rồi nó lại về về nó mua đất ở nhà mẹ vợ nó. Xong bắt đầu bây giờ nó vừa mua thêm cái nhà tỷ 7-5 xịch nữa, đấy là nó có 3